Dạ vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê và yêu thích bonsai, đam mê và yêu thích hoa phong lan nhé. Thì cái video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho các bác, đó chính là cái chiếc xẻng mini và hai chiếc dầm to và dầm nhỏ mà hiện tại nhà em đang kinh doanh. Thì trước khi đi chi tiết về sản phẩm thì em cũng xin được nói về cách thức giao dịch của nhà em một chút. Đó chính là bên em thì nhận ship hàng COD toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra thoải mái nhé. Đúng mẫu mã, đúng sản phẩm thì các bác mới phải thanh toán cho em. Còn nếu mà không đúng thì các bác cứ hoàn trả về và không mất một đồng tiền cước phí nào nhé. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu về cái chiếc xẻng mini này. Chất liệu được làm bằng chất liệu thép sơn màu giả đá nhá, sơn tĩnh điện màu giả đá vào đây nhá các bác nhá. Đấy, đối với con xẻng này nó là hàng của Đài Loan và mã là A0706. A0706 là mã của nó nhá, chất liệu giả đá này và đây là cái lắp nhựa. Đấy, có cả cái lỗ này để xỏ dây vào đây. Đây, chất liệu thép cờ mát nhá, thép cờ mát là một cái loại thép rất là tốt luôn. Và các bác có thể là các bác xúc đất này. Hoặc là các bác xúc đất xong rồi các bác tưới vào gốc lan hoặc là chăm sóc cái cây cảnh bonsai của nhà mình. Các bác xúc đạm luôn, các bác cho vào cái chậu cây bonsai này, chậu hoa lan, phong lan của nhà mình nhá. Đấy, để chăm sóc cây lan. Và có một cái dụng cụ nữa để cho các bác xới tơi, xới tơi đất lên, đó chính là cái dầm. Đây là cái dầm nhỏ nhá các bác nhá. Dầm này để cho các bác xới đất nó được tơi hơn. Chất liệu lưỡi cũng được làm bằng lưỡi thép đen nhá. Đây, về cái dầm này thì chuôi nó là chuôi gỗ này. Đấy, các bác cứ dầm để xuống như thế này. Đây, rất là sắc luôn. Cái dầm này dùng rất là sướng. Đấy. Còn đây là cái dầm to để cho các bác nếu bác nào thích sử dụng cái to, chậu hoa của nhà các bác to thì các bác dùng cái dầm này để xới tơi đất lên nhá các bác nhá. Thì một bộ dầm này, dầm và xẻng này rất là có ích cho các bác nào mà chơi bonsai này. Các bác chơi cây cảnh, chăm sóc cái cây của nhà mình và chăm sóc cái chậu hoa lan của nhà mình. Ví dụ như là các bác mà chơi lan, các bác hay bón lan bằng cái phân dê ấy, thì lấy cái xẻng này các bác xúc vào là ok luôn, không cần phải động tay động chân vào nó bẩn. Đấy, có thể dầm đất ra để cho nó tơi đất và cây cối của nhà mình, đất nó phải xốp thì nó mới lớn được các bác ạ. Bác nào đang quan tâm và theo dõi được cái video của em mà các bác muốn sắm dầm hoặc là chiếc xẻng mini này thì các bác cứ alo nhấc máy đến cho gọi đến cho em qua cái đầu số mà em để ở phần tiêu đề thì sẽ có em hoặc là các bạn nhân viên nhà em luôn luôn trực điện thoại để tư vấn cho các bác, giải quyết mọi vấn đề, giải quyết mọi cái thắc mắc của các bác, hoặc là các bác cứ để lại bình luận lại cái số điện thoại cho em để em được tư vấn nhiều hơn về cái sản phẩm của nhà em để phục vụ các bác, gửi đến cho các bác. Và cái sản phẩm mà em đã đưa lên đây thì chắc chắn là nhà em phải dùng rồi. Chất lượng dùng phải hiệu quả thì em mới giới thiệu để bán nhé các bác nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi hết video này của em. Nếu bác nào mà thấy cái video này hay thì các bác hãy nhấn một nút like cho em để ủng hộ cho kênh YouTube của em nhé. Rồi, lại chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.